Chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn là cách làm chè hạt sen Nha Đam thanh mát cho mùa hè. Nha Đam ăn giòn giòn, sực sực, hạt sen thì ăn bùi bùi, béo béo. Và đặc biệt hơn là cái nhãn nhục này rất là thơm, tạo nên cái món chè vừa thơm vừa thanh mát. Thì sau đây mời các bạn cùng xem cách làm. Để làm cái chè hạt sen Nha Đam thì mình chọn đây là 4 bẹ Nha Đam tươi. Và cái đầu người ta mới cắt xong là nó cũng còn là tươi, nó ít bị tớp á. Và cái bẹ thì ít bị dập thì nó đỡ bị đắng hơn. Và các bạn nào thích ít Nha Đam thì giảm ra một bẹ cũng được. Đây mình thích ăn Nha Đam nhiều, tăng 4 bẹ luôn. Đầu tiên mình sẽ pha nước muối pha loãng khoảng 1 thìa, 1,5 thìa cà phê. Và thêm một ít chanh nữa. Các bạn pha cái nước này xong các bạn thử xem nó có độ mặn, hơi mặn mặn, hơi chua chua thôi. Nếu mà mặn quá thì mình phải thêm nước vô thêm. Trong quá trình cắt Nha Đam thì mình cắt xong mình cho Nha Đam vào trong nước muối nước chanh đó. Rồi cắt xong rồi thì mình tiếp tục ngâm thêm 5 phút nữa. Và trong khi cắt này có thể chuẩn bị một cái khăn giấy để lau cái mặt của thớt á. Vì cái nhựa Nha Đam có màu vàng á, nó độc và nó lại làm cho Nha Đam bị đắng. Còn cái nhớt màu trắng này á, nhớt màu trắng thì nó không có độc. Nhưng mà mình làm chè ăn thì mình cũng loại cái nhớt nó đi, vì cái nhớt nó khó ăn lắm. Đây mình sẽ cắt Nha Đam thành những cái hạt lựu to. Thì tùy thuộc vào các bạn, cũng có thể là cắt hạt lựu nhỏ cũng được. Nhưng mà đối với chè Nha Đam thì nên cắt hạt lựu to, để sau khi mình cho vào trong cái nước chè nó nóng đó, nó còn cái độ teo tốt lại nữa. Cắt Nha Đam xong rồi mình tiếp tục cho vào cái nước muối nước chanh pha loãng hồi nãy nè. Mình ngâm tiếp thêm 5 phút nữa, sau đó mình mới vớt ra rửa sạch và mới chần qua nước sôi. Nha Đam sau khi rửa sạch thì mình sẽ cho vào trong nước sôi. Lúc này nó sạch nhớt, nó sạch tinh luôn, mình sờ vào cảm giác nó không còn nhớt nữa. Đó, bây giờ mình sẽ cho vào nước sôi mình nấu sôi sùng sục lên luôn á, mình tắt bếp và mình cho xuống, cho Nha Đam vào chần sơ qua thôi. Nếu mình nấu lâu quá trên bếp thì Nha Đam mình cũng bị mềm nhũn nữa. Rồi tiếp tục mình cho đá vào và cho càng nhiều đá thì càng tốt. Vớt Nha Đam ra cho vào trong đá luôn và ngâm nhiều đá, ngâm khoảng 10 phút để Nha Đam nó có độ rắn chắc và nó giòn hơn. Nha Đam sau khi ngâm đá được 10 phút thì cái hạt Nha Đam lúc này nó rắn chắc và nó xe lại. Khi mình ăn thử nó cảm giác giòn hơn. Và với cách làm sơ chế Nha Đam này của mình á, là cái Nha Đam nó không bị đắng đâu. Các bạn làm thử nhé. Và mình sờ tay vào cảm giác nó giống như những cái viên thạch đó, rau câu á. Nha Đam sơ chế xong thì tiếp tục mình sẽ ngâm cái hạt sen tươi này. Và đây mình sử dụng 150g hạt sen tươi. Chọn cái loại hạt sen nó mới một tí thì ăn sẽ ngon hơn. Sau khi rửa sạch rồi, mình sẽ cho khoảng 1 thìa cà phê muối vào trong này để khử cái vị chát của hạt sen đi á. Và tiếp theo mình cho nước ấm vào nữa để làm cho cái hạt sen này nó hết chát luôn. Và để cái chè hạt sen này thơm hơn
thì mình sử dụng đây là 50g nhãn nhục. Nhãn nhục này mình mua về và mua tiệm thuốc bắc á, thì có bán rất nhiều và cũng rẻ nữa. Mua về mình rửa sạch, và hạt sen thì mình ngâm, nhãn nhục thì rửa sạch rồi. Đây mình để đây khoảng 10 phút. Tiếp tục là mình chuẩn bị nước để nấu chè. Và mình sẽ cho vào trong nồi là 1 lít 2 nước. Các bạn nào thích ăn nước nhiều thì cho 1 lít rưỡi nước cũng được. Nếu 1 lít 2 nước thì sử dụng 120g đường, 1 lít rưỡi nước thì sử dụng 150g đường các bạn nhé. Cho 1 lít 2 nước vào xong thì mình sẽ cho cái hạt sen sau khi ngâm nó rửa sạch cho vào đây nấu khoảng 15 phút với lửa nhỏ vừa thôi. Lửa nhỏ vừa 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 mà để cho cái hạt sen này nó sôi á. Mình nấu khi nào mà cái hạt sen này nó bung ra gần như là gần nứt ra. Nhưng mình sờ vào mình ăn vào cảm giác nó mềm nhũn luôn á thì được. Và cũng đừng nấu lâu quá thì nó nát thôi. Chứ nếu mình nấu chừng 5 phút á, là một lúc nữa cái chè này ăn lạnh á, hạt sen này nó còn cứng hơn nữa. Vì vậy mình nấu phải cho thật là mềm luôn. Khi cho vào trong lạnh nó sẽ có độ cứng hơn, dẻ hơn thì mình ăn sẽ vừa. Hạt sen chín mềm thì mình sẽ cho 120g đường vào trong 1 lít 2 nước. Để cái món chè này của mình nó thơm hơn thì mình cho một ít lá dứa nữa, khoảng 4-5 lá. Tiếp tục mình cho nhãn vào trong này, 50g nhãn nhục sau khi rửa sạch. Nấu khoảng 5 phút thì cái lá dứa mình đã héo lại rồi thì mình sẽ vớt ra. Đừng có để lâu quá trong cái nước chè này thì lá dứa gây cho chè bị đắng nữa. Cho muối thêm vào trong này để dằn cái vị ngọt của nó. Rồi sau khi cái nước chè đó nêm vừa ăn rồi thì tiếp tục mình sẽ cho nha đam vào và nhanh chóng cho vani vào nữa là tắt bếp luôn. Không cần cho nha đam sôi trở lại nữa. Chỉ cần cho nha đam vào và cho ống vani vào là tắt bếp luôn. Ăn nóng thì nó cũng ngon nữa, nhưng mà mình thân mình nó cảm nhận là ăn lạnh thì nó ngon hơn. Nó khi nóng này á, khe cái mùi thơm của lá dứa, mùi thơm thoang thoảng của vani, và đặc biệt hơn hết là cái mùi thơm nổi trội là của nhãn nhục á, nó tạo cho cái món chè này nó đậm đà, đậm hương hơn á. Và khi mình chỉ nấu nha đam với hạt sen không thì cảm giác cái món chè này ăn rất là đơn điệu. Và mình cho thêm một ít nhãn nhục vào tạo thêm cái mùi thơm đậm và có cái vị ngọt rất là ngon. Và chè này cho ăn lạnh thì sẽ ngon hơn. Lúc ăn nóng này á, thì cảm giác cái ngọt, vị ngọt nó rất là ít. Nhưng mà khi cho vào trong tủ lạnh để á, tủ mát để thì cái vị ngọt này mình thấy nó vừa phải hơn. Vào những ngày hè nắng nóng mà ăn cái chè nha đam giòn giòn sực sực, hạt sen thì bùi bùi mẹo bở béo béo, và cái nhãn thì nó thơm thơm tạo cái nước ngọt ngọt thanh thanh, ăn rất là ngon và hấp dẫn các bạn. Các bạn hãy làm thử để cho gia đình giải khát vào mùa hè này nhé. Và không còn tuyệt vời gì hơn bằng những cái món nước, những cái món chè dành tặng cho gia đình để tạo thêm không khí gia đình vui vui vào những ngày dịp cuối tuần. Và như vậy thì cái món chè nha đam hạt sen của mình đã xong rồi các bạn. Và trong video tiếp theo thì mình xin gửi đến các bạn cái món bánh nướng rất là quen thuộc.
Thì để tiện cho việc xem video tiếp theo thì mình mời các bạn hãy nhấn nút đăng ký ở bên dưới video. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Sức khỏe tâm sinh, kênh chia sẻ kiến thức về sức khỏe và thực phẩm, chia sẻ những thông tin hữu ích nhất cho cuộc sống. Hãy cùng chúng tôi chia sẻ nội dung này vì cộng đồng. Hãy đăng ký kênh để đón nhận được những thông tin hữu ích nhất.